Hello, xin chào mọi người, mình Linh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Yeah. Và mình nhớ là cái video về quần áo của mình cách đây khá lâu rồi, hình như là đầu mùa hè thì phải. Và bây giờ là đầu mùa thu đông rồi, mình có sắm cho mình một vài bộ quần áo để bắt đầu mùa lạnh mới. Và mình nghĩ là tại sao mình không dồn vào một lúc để cho mọi người xem mình đã mua những gì và mình sẽ mix những món đồ đấy như thế nào. Và chúng mình bắt đầu với video ngày hôm nay nha. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người những món đồ mình đã mua. Và sau đấy thì mình sẽ quay outfit những món đồ mà mình đã mix với nhau. Và bây giờ cùng bắt đầu thôi, let's go. Và món đồ đầu tiên trong video ngày hôm nay là một chiếc áo hoodie mà mình mua từ mùa hè. Thì mình thấy cái chị order đấy đang lên xinh mà lại rẻ nữa. Mình mặc size S tên màu vàng. Sorry mọi người, nếu mà mình đến cái phần này mình có hay nhìn ra góc này là cái camera của mình nó ở đây. Tại vì dơ đồ lên nên mình phải ngó sang bên này một chút. Đây, nó khá là to. Đây, mình thích mặc những cái nó form nó to như thế này. Cổ 3 phân mà cái cổ này nó rất là ôm thì mùa đông mặc rất là ấm. Màu vàng rất là xinh. Đây mình chỉ giới thiệu nên mình sẽ tua nhanh thôi nha. Tiếp theo là một chiếc áo. Cái này thì mình mặc cái này dáng crop top nhưng mà mình mua rộng để mình mặc cho nó đúng ý mình hơn. Cái này mua size M mọi người ạ. Xinh chưa? Màu nâu rất là xinh. Cái lúc mà mình đi mua cái áo này thì màu nó rất là xinh đúng không? Thì mình phát hiện ra một cái mũ. Cái mũ như này. Và mình đã mua và mặc với nhau rất là xinh, thế nên mình quất cả đôi này luôn. Mũ này rẻ lắm, như kiểu mũ các bạn mua ở các shop bình thường ấy. 170, cái này của HM và mình mua thêm một cái màu green nữa. Cái mũ này thì mình có thể đội được 2 kiểu. Này, các bạn có thể đội nó theo giữ nguyên form hoặc là lướt lên. Một cái nữa để đội thành cái mũ sơn. Ok, chúng mình đến với sản phẩm tiếp theo đi. Chỉnh lại chút tóc tai. Chiếc áo tiếp theo mình mua là một chiếc vest ngắn tay màu be. Lúc ở cửa hàng mình thử trông nó rất là xinh. Lúc mà về thì mình thử nó hơi giống áo blue của bác sĩ mọi người. Cái này thì là chắc đũi thô thì hẳn. Dáng form cứng, mặc với chân váy hoặc là quần dài thì đều xinh. Đây, có cái dọc quy này màu be nâu, xinh chưa? Cùng với lúc mình mua cái áo này thì mình có mua một chiếc chen khoác, nhưng mà mình phải đợi mình tí. Đây, chiếc áo mình mua cùng với cái vest kia là cái áo này. Cái này mình sợ nhăn nên mình không rũ xuống giống mấy cái đồ kia, mình phải treo nó lên. Cái này thì mình thấy là mặc được với siêu nhiều quần áo luôn. Mặc những cái bộ đồ đơn giản và mình khoác một cái này nữa là xong. Vừa ấm mà lại vừa đẹp. Cái này thì có độ dài vừa phải với mình, tại vì mình khá là lùn, mình có 1m55 thôi. Mà những cái chen khoát khác thì nó rất là dài. Mà cái này thì cái màu của mình thích này. Cái chất thì nó mềm mềm, mặc dù áo nó không bị kiểu form cứng thì mình cũng thích này. Mình không thích nó ở cái điểm là nó là có những cái này này. Nhưng mà để mà tìm được cái form áo này mình thích thì hơi khó, nên mình thôi, mình cứ lấy cái này thôi. Tiếp theo, mình phải ra treo cái này, sau đấy tí mình mặc thì mình mới lấy ra. Tiếp theo là một chiếc áo mình rất là thích. Một chiếc áo ngắn tay nhung. Không hiểu sao mình mặc cái áo này trông mình rất là gầy nên mình rất là thích nó. Mặc còn dễ mặc đồ nữa. Cái này thì mình sẽ mặc hợp với cái thời tiết hiện tại ở Hà Nội là khoảng tầm 25 độ. Thì nó có một chút chút ấm nhưng mà không quá bị ấm quá, tại vì nó là cộc tay. Tiếp theo, cái shop mình mua cái này thì mình mua được hai món đồ nữa không? Là một chiếc quần ống dài rộng. Cái quần này thì cái màu mình thích này, và mình thích nữa là cái eo nó rất vừa với cái eo của mình, không bị quá ôm. Nếu mà ôm thì chặt hết vào nó phòi hết cả mỡ ra ấy mọi người, nên là cái này kiểu vừa phải. Tại vì là cái bụng mình khá là to nhưng cái eo của mình thì hơi bé so với cái bụng của mình, nên là đôi khi có những cái quần mà vừa phần hông nhưng lại bị rộng phần eo, nhưng mà cái quần này thì vừa cả phần hông cả phần eo của mình. Cái này rất là dài nên tí khi mà mình mặc vào rồi thì mọi người mới xem được dáng quần của nó. Tiếp theo,
cùng với hai sản phẩm này thì mình có mua thêm một chiếc vest nữa màu đen. Trong tủ đồ của mình thì mình có 2-3 cái vest sọc rồi. Nên năm nay mình muốn mua một cái chiếc vest đen, một cái dáng vest mà mình rất là thích. Nó hơi đứng một tí nhưng mà không bị cứng quá, thì mặc mình mặc nó sẽ không bị quá dừ và có một chút bụng vai nữa. Mặc lên khá là ngầu, mặc giống chủ tịch ấy mọi người, mặc lên giống giám đốc. Tí mình sẽ mặc lên cho mọi người xem nha. Mặc cái đen này siêu dễ mix đồ luôn ý mọi người. Và chiếc áo cuối cùng đấy chính là một chiếc áo thật là siêu cute. Cái này thì mình mặc thành váy luôn, tại vì mình khá là lùn nên mình mặc thành váy luôn. Còn bạn nào cao thì mặc thành áo. Cái này chất dày lắm mọi người ạ, cái này không biết là chất gì. Len mà nó hơi cứng một chút nên mặc thành váy cũng rất là xinh. Và cái áo này cũng rất hợp mặc với thời tiết Hà Nội bây giờ luôn nên mình quất ngay nó. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với phần kết đồ nha. Chúng mình đến với set đồ đầu tiên là một set đồ gọn gàng, tiện lợi đi đâu cũng được và còn trẻ trung nữa. Mình không phải là một người có kiến thức về thời trang quá đặc biệt, mình chỉ sử dụng những cái đơn giản nhất. Ví dụ như mình sử dụng màu nâu ở mũ cùng với chân váy và màu đen ở áo, túi và giày để cho set đồ được liên quan và ăn nhập với nhau hơn. Một trong những lý do mình có quyết định mua món đồ đấy hay không là món đồ đấy có thể kết hợp với những đồ của mình đã có ở trong tủ quần áo chưa. Và bây giờ mình sẽ thêm một ví dụ nữa để cho mọi người tưởng tượng xem là chiếc áo này có thể mặc được với cái gì nữa nha. Với set chân váy là dễ thương và sau khi mình thay là quần jean và deep boot và cùng với một chút phụ kiện nữa thì set đồ đã thay đổi hoàn toàn rồi, là ngầu hơn đúng không mọi người? Đến với set đồ thứ 3 là set đồ vừa hách tuổi vừa hách cả chiều cao nữa. Với style dấu quần thì chân chúng mình lúc nào cũng dài hơn mà đúng không? Nhưng mà mình muốn thêm nữa thì mình sẽ đi thêm một đôi boot nữa. Mình sẽ đeo một chiếc túi đeo chéo tròn nhỏ gọn và thêm một chiếc mũ len nữa để tạo sự hay ho cho set đồ hơn. Hôm nào mình không muốn mặc dấu quần thì mình sẽ xỏ ngay chiếc quần jean này vào. Mình chọn dáng quần ống suông hơi lửng rách gấu và bụi bặm để hợp với chiếc áo hơn. Áo hơi thùng thình rồi mặc với quần dài nữa thì mọi người nên nhớ đi một cái gì đấy nó cao một chút để người chúng mình không bị lùn quá nha. Đến với set đồ tiếp theo thì mình thấy cái set đồ này giống một cô sinh viên đang đi học đại học ý. Kiểu vừa lịch sự mà lại vừa dễ thương. Vì mình là người ăn mặc khá là an toàn nên khi mix một món đồ gì đấy thì mình luôn chọn những món đồ có tông màu giống nhau. Ví dụ như trong set đồ này thì mình sẽ chọn từ áo phông đến chân váy, đến túi và đến giày sẽ có màu be. Muốn lịch sự hơn nữa thì mình sẽ thay chiếc chân váy bằng một chiếc quần jean săn gấu. Tại sao mình lại chọn chiếc quần này? Tại vì khi nhìn tổng thể thì nó vẫn hợp với set đồ. Và khi mà nhìn chi tiết thì những cái đường chỉ ở trên chiếc quần này nó là màu nâu be mọi người ạ, rất là hợp đúng không? Sau set đồ màu be sẽ đến set đồ màu nâu. Từ năm ngoái năm nay thì mình mê màu be và màu nâu quá luôn mọi người ạ. Mình gọi set đồ này là trên đông dưới hè, tại vì ở trên thì áo đỉ cao cổ, ở dưới thì chân váy ngắn hở hết cả chân ra. Và mình tái sử dụng chiếc mũ màu nâu ở set đồ đầu tiên cho set đồ này luôn. Bình thường thì mọi người đã khen mình trẻ rồi, mình còn hay mặc cái kiểu này nữa thì chắc người lạ gặp mình không biết mình đã 2-3 tuổi rồi đâu ấy nhở. Thay đổi set đồ một chút bằng quần đen rộng ống suông dài cùng với chiếc túi handbag. Để thả ra những hôm nào lười nhưng mà muốn đẹp hơn một chút thì hãy sơ vin cái vạt trước vào như mình để cho chân dài hơn và người đỡ bị lùn hơn. Tiếp theo lại là một set đồ tiện lợi. Mình quá lười hay sao mà set đồ nào mình thấy tiện lợi hết á mọi người. Một chiếc áo nỉ mặc với chân váy, một đôi boot và chiếc túi thế là xong. Vì áo này hơi dài một chút nên mình sẽ gập lên để mặc với chân váy cho đẹp hơn. Mình rất thích cái cổ của cái áo này tại vì là nó 3 phân, không bị ôm quá vào cổ nên mặc mùa đông không bị gió luôn vào người nên là rất là ấm. Để ấm áp hơn nữa, thay với chân váy là mình mặc quần jean. Nhưng mà mọi người hãy nhớ sơ vin vạt trước vào để tránh bị áo quần lùng bùng quá nha. Và đây là set đồ CEO. Mặc xong cảm giác mình như giám đốc luôn ý mọi người. Chiếc blazer đen này mặc được với tất cả các mọi thứ trên đời luôn ý. Mình mặc áo phông trắng cộng với túi trắng nữa, tại vì blazer và chân váy cộng với giày đã màu đen rồi.
Những cái áo như thế này rất là tiện lợi vì các bạn có thể mặc đi làm, gặp đối tác cũng rất là lịch sự luôn. Đi chơi thì chúng mình mặc chân váy này hoặc quần đùi này, nhưng mà khi đi làm thì chúng mình chỉ cần thay một chiếc quần dài nữa là xong. Mình thay quần jean dài cộng với blazer nữa nên mình sẽ phải đi một đôi boot có đế. Thay vào đấy thì các bạn có thể đi work cũng được nha. Đây không hẳn là set đồ cuối cùng mà còn cái áo này, nên mình sẽ mặc luôn cái set đồ từ trước, cởi blazer ra và khoác cái áo này lên để cho mọi người biết là cái áo này nó siêu dễ mặc luôn ý. Mình đã thấy rất nhiều cái áo trên khoát nhưng mà mình không thể mặc được vì mình có 1m55 thôi. Mà những cái áo trên khoát đấy thì rất là dài. Cái này thì dài rất hợp lý với độ lùn của mình. Mà chất nó còn mềm mềm, không phải kiểu cứng quá ấy, nên mình rất là thích. Ok, cuối cùng cũng đã xong rồi và mình mong những cái gợi ý của mình có thể giúp gì đấy cho mọi người. Và đừng quên nhấn like và subscribe cùng với nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video nha. Và hãy follow mình ở trên Insta để chúng mình gặp gỡ em nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye, anh nhớ. I work